Vâng, tôi thấy đi bệnh phá đang lén lén lúc lúc đồ đi lén ra ngoài sao? Ai cứ thầy bước lên sân khấu của tôi nữa mà. Tham gia được cái mới mà lén lén lúc lúc như vậy. Mời anh Liên bệnh phá. Quang miếng miếng gì? Không, chúc mừng cậu thầy. Không kỹ phát tài lại à? À, phát tài lại. Đây người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam nha. Nay xin chào phát luôn. Wow, hôm nay là xin chào phát nào? Chúng ta hãy cao ba bài Happy Birthday để chúc mừng xin chào phát cũng như là chúc mừng khai trương của Đinh Duy Lê Cộng Hồng Phát. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Có thể mình thay vì hát mình quyên góp được không? Quyên rồi, quyên rồi. Dạ, cho hỏi bác có thẻ chưa ạ? Đâu rồi, quyên lợi cho bạn tôi. Trời đất ơi. Thúy sao vậy Thúy? Em sao vậy Thúy? Đây, chị Thúy. Bây giờ cho bác rồi. Bây giờ sinh nhật hả? Dạ, sinh nhật vui vẻ nha em. Dạ, có không anh? Thôi thì bây giờ là nhận lòng của Hồng với là tất cả mọi người ở đây nha. Phát hỏi nớm coi như là ngày hôm nay tới đây vừa ăn khai trương, vừa chúc mừng cho bác thêm một tuần mới. Sau đó mình về cũng đánh chạy từ một bên. Hỏi đi, nói quá nhiều. Nói quá nhiều. Hỏi đây. Hỏi đi em, hỏi đi. Trời ơi. Quá trời.